em học cao nè, em đã tốt nghiệp cái bằng tốt nè, mà em vô trong nhà hàng á, người ta giao cho em cả năm đi rửa chén, thì em có cảm thấy đó là một cái sự đối xử bất công không? Dạ không chị ơi, tại vì khi mà mình bắt đầu một cái gì mới thì cũng xuất phát từ cái điểm số 0 hết. Dạ, nhưng mà em nghĩ là việc rửa chén nó sẽ mang lại cho em lợi ích gì, chứ chị thấy là chỉ có chén với nước rửa chén thôi, đâu có học được công thức gì đâu. Nó không học được gì, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ rèn được cái tính kỹ càng của mình. Mình rửa sạch thì khi mà người ta gọi là nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm ấy ạ. Xin chào mừng quý vị đang cùng trở lại với chương trình 1 giờ hoán đổi. Và thưa quý vị, đến với chương trình 1 giờ hoán đổi, hy vọng rằng chúng ta đều sẽ có những góc nhìn hoàn toàn mới và có những thử thách thú vị về tình huống và những chia sẻ của chuyên gia tâm lý, để mọi người đứng ở nhiều khía cạnh khác nhau có thể thông cảm về cảm xúc và những trải nghiệm nghề nghiệp của nhau hơn. Và thưa quý vị, chương trình 1 giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và với sự đồng hành của nhãn hàng vali túi xách ba lô cao cấp Sacos. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với một nhân vật mà qua những chia sẻ của chị cũng như những câu hỏi rất hữu ích, chính bản thân Trinh cùng quý vị khán giả đã vỡ ra rất nhiều những khái niệm thú vị trong nghề nghiệp. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Lưu Hà Trinh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 1 giờ hoán đổi. Chúng tôi đã quay trở lại đây. Không biết là tuần này thì Lưu Hà Trinh sẽ lại kết nối ai với chương trình để chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ. Tuy nhiên thì giống như là chúng ta đã từng cùng đồng hành với 1 giờ hoán đổi, quý vị sẽ nhận ra rằng là trong mỗi một số phát sóng, trong mỗi một câu chuyện, chúng ta sẽ luôn phát hiện ra những cái góc nhìn rất là thú vị mà được chia sẻ từ chính những người trong cuộc. Và tôi tin rằng với tất cả những cái chia sẻ đó, chúng ta sẽ có đầu tiên là những kiến thức rất là quý giá về các ngành nghề, và cái thứ hai là mình tin rằng là cái thái độ mà chúng ta dành cho các ngành nghề trong xã hội nó sẽ có những cái sự thay đổi đôi chút, nó sẽ dịch chuyển đến những cái điều tích cực hơn, để chúng ta hiểu rằng là mỗi ngành nghề đều có những cái đặc thù khác nhau, và mỗi ngành nghề đều có những cái giá trị đóng góp vô cùng đặc sắc dành cho xã hội mà một ngành nghề khác không thể nào thay thế được. Và mình tin rằng là trong cái sự độc quyền đó thì tất cả các ngành nghề đều xứng đáng để nhận được tình cảm và sự ủng hộ của tất cả chúng ta. Dạ, cảm ơn thông điệp rất ý nghĩa và những lời động viên và sự thấu hiểu của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Hồi nãy chị Tô Nhi A có nhắc đến khái niệm là dịch chuyển đó quý vị, làm cho Hà Trinh cũng tin rằng là nếu chúng ta không ngừng đi lên và không ngừng vận chuyển thì có nghĩa rằng chúng ta đang phát triển. Nhưng mà chị Tô Nhi A ơi, có một ngành nghề á, suốt ngày ở yên trong một cái không gian bé xíu xíu à, làm việc với cái bếp suốt ngày, không biết có được gọi là phát triển hay không. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn rõ về công việc làm bếp ở trong một cái không gian hẹp như thế, chúng ta sẽ có những tầm nhìn gì, những khó khăn và cả những thành công nào. Xin mời quý vị sẽ cùng làm quen với nhân vật đặc biệt trong tuần này, đó là chuyên gia của nghề đầu bếp, Chef Ba Lành. Xin giới thiệu anh Chí Lành ạ. À, xin chào anh. Xin chào MC. Chào quý vị khán giả, chào chuyên gia tâm lý. Thì rất vui là nhận được cái lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ cho cái mọi người biết về ngành nghề của bếp mình hơn, đa chiều hơn về cái ngành đầu bếp. Dạ, anh Trần Chí Lành ơi, em nghe nói nickname của anh là Chef. Chef có nghĩa là đầu bếp nè, bếp trưởng nè. Ba Lành, số 3 này ở đâu ra vậy anh? Tại vì cái mấy anh em đồng nghiệp hay gọi mình á, mình thứ ba trong gia đình á, rồi đồng nghiệp gọi hay vui vui kêu là Chef Ba Lành vậy đó. Dạ, cái món ăn mà anh nấu chuyên là khu vực nào hả anh? Đông Á hay Tây? Mình chuyên về món Việt. Tại vì cái nhu cầu của người Việt mình hiện tại thì rất là cao, cho nên là mình muốn đem đến những cái món ăn mới mẻ, gì những cái biến tấu, những cái sáng tạo mới để cho cái người Việt mình. Dạ, cảm ơn anh. Một đầu bếp Việt, tưởng là những món Việt dễ nấu, chứ em thấy á, sơ sơ đếm về gia vị thôi, hàng trăm mấy gia vị khác nhau là em choáng váng rồi. Nên em tin chắc là ngày hôm nay với sự góp mặt của anh á, trong chương trình, thì bạn trẻ mà có mong ước trở thành đầu bếp sẽ có thêm nhiều những kiến thức khác nhau. Và cũng rất là mong chờ những câu hỏi rất hay và những chia sẻ từ góc nhìn của chuyên gia tâm lý Tô Nhi A nữa. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Và bây giờ, trước khi đến với phần góc nhìn, Hà Trinh xin mời quý vị và các khách mời chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chuyên mục góc nhìn của chương trình 1 giờ hoán đổi. Thưa quý vị, thông thường thì chúng ta sẽ có những cách tiếp cận về một nghề nghiệp
bằng những phương thức khác nhau, nhưng mà đa số Trinh thấy là mọi người sẽ lên Google hoặc là lên mạng tìm kiếm những thông tin, hay là nghe bạn bè xung quanh kể về những ngành nghề đó, rồi chúng ta sẽ có một cái thành kiến nhất định về nghề. Vậy thì những kiến thức đó thật sự có chính xác hay không? Chương trình Một Giờ Hoán Đổi hy vọng là với góc nhìn ngày hôm nay được chia sẻ từ tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và cả đầu bếp đó là Chef Ba Lành, rồi một bạn trẻ cũng khao khát được trở thành một đầu bếp nhưng mà còn nhiều ngăn trở vì những lời nói xung quanh, cuối cùng thì điều gì là đúng và điều gì là hạn chế. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần làm quen của bạn trẻ tên là Hoàng Đô nhé. Xin chào Hoàng Đô. Dạ, em chào chị, xin chào quý vị khán giả. Em là Hoàng Đô, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Đô ơi, khi mà nhắc đến nghề đầu bếp á, em nghĩ đến điều gì đầu tiên? Nhắc đến đầu bếp thì em nghĩ là mình sẽ suốt ngày ở trong một cái căn bếp thôi. Nghe tả sao thấy mà mịt mùng tối tăm quá vậy em, chưa kể còn nóng nữa đúng không em? Nào là lửa nè, nào là lò nướng nè, rồi dao kéo nè, xong rồi ai cũng mà bịt mặt hết trơn, không có tương tác gì hết. Một cọng tóc rớt ra vô đồ ăn cũng không có được nữa. Nếu mà là nêm mặn quá thì cũng bị chê, mà nêm theo khẩu vị lạc lạc cũng bị nói là nhạt nhẽo. Em có nghĩ rằng tất cả những điều đó sẽ là áp lực cho những người mà yêu thích nghề đầu bếp hay không? Em nghĩ nếu mà mình đã có cái sở thích làm bếp thì những cái vấn đề đó nó không có là vấn đề nữa. Khi mà khách hàng càng khó thì mình càng phải chinh phục được họ. Dạ. Ồ, tại vì Trinh ơi, do là em ban đầu á, em tả những cái gì mà nó diễn ra trong cái không gian vật lý của nghề đầu bếp á, nghe thì nó hãi hùng thật, nhiệt độ thì cao, không khí thì nóng ẩm. Nhưng mà chắc chắn nó phải có một cái ma lực nào đó, nó phải có một cái sức hấp dẫn nào đó để Hoàng Đô có mặt ở đây. Như vậy thì chị đang rất là thắc mắc là khi mà em đã quyết định chọn nghề đầu bếp thì cái gì ở cái nghề đầu bếp nó hấp dẫn em vậy Đô? Em cảm thấy vui khi mà mọi người xung quanh á, ăn những cái món ăn của mình và họ thấy ngon. Ồ. Dạ, Hoàng Đô ơi, ngay là khi mà em tả về nghề đầu bếp mà em tả đồ ăn trước là chị tự nhiên lập tức là yêu nghề đầu bếp lại liền. Tại vì chị nghĩ là bao nhiêu cái ngăn trở đi chăng nữa mà dọn dĩa thức ăn ra mà mình ăn mình cảm thấy kích thích vị giác, khứu giác, hình ảnh, là mình cũng thấy lên tâm trạng cho ngày hôm đó rồi, đủ thấy sức hấp dẫn của việc tỉ mỉ làm một món ăn và được tình cảm của thực khách đáp lại thì rất là vui sướng. Nhưng em có nghĩ là nghề này á, thật ra là dành cho nữ giới thì thích hợp hơn không? Tại họ tỉ mỉ nè, với lại người ta nói là chỉ có phụ nữ mới quẩn quanh bên gian bếp thôi. Em có thấy ngại khi người ta bảo rằng con trai mà sẽ học bếp? Đối với cá nhân em thì người khác nghĩ như thế nào thì em không quan tâm, nhưng mà gia đình nghĩ gì thì em lại quan tâm. Cách đây mấy năm về trước thì gia đình cũng nói là việc bếp núc á, thì chỉ dành cho con gái mà thôi. Người ta hay gọi là nữ công gia chánh ấy ạ. Thì hồi đó để làm cho gia đình vui thì em đã chọn một ngành nghề khác không có liên quan đến bếp. Nhưng mà dạo gần đây thì cái niềm yêu bếp của em nó lại trỗi dậy. Và điều gì đã thay đổi trong một vài năm gần đây mà khiến cho em đam mê hơn? Dạ thưa chị, là thông qua những cái chương trình truyền hình thì em thấy cái sự phát triển của ngành ẩm thực ngày càng tăng cao. Đặc biệt là những cái người đầu bếp á, kể cả không chuyên và chuyên nghiệp, họ sáng tạo ra những cái công thức mới nè, món ăn mới rất lạ, rất ngon, rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn vô là mình thấy thích liền. Tự nhiên cho con người em muốn làm. Dạ. Chị cũng mê các master chef lắm, bao nhiêu đó nguyên liệu, bao nhiêu đó thời gian và áp lực mà họ có thể sáng tạo thật là nhanh những món ăn. Dạ Chef Ba Lành ơi, hôm nay anh sẽ là sư phụ tạm thời của bạn ấy, hay nói chính xác hơn là một người hướng dẫn, một người định hướng, một người đi trước để cho bạn Hoàng Đô có thêm những cái nhìn mới hơn, và đặc biệt cũng không có gấp vào những cái ổ gà, những cái thử thách mà chúng ta đã đi qua. Thì ngay lập tức anh nhìn Hoàng Đô với những điều mà bạn chia sẻ đó, anh đánh giá bạn này như thế nào? Chung là anh thấy Đô có một cái đam mê về ngành bếp là mình có thể theo bếp được. Tại vì làm cái ngành bếp này, trước tiên là mình phải yêu thích nó mới làm được. Tại vì cái ngành bếp này nó khá là áp lực, và công việc và cái tính chất, cái thời gian của nó cũng khá dài. Ai mà không đam mê thì rất là dễ nản chí, là không theo được cái ngành bếp. Mình thấy cái bạn này là có cái ý chí cũng khá là quyết tâm, với lại cũng có cái nguồn đam mê, cho nên là có thể theo nghề bếp được. Duyệt phải không anh? Bước đầu cơ bản thấy phần nhìn với lại ý chí là được rồi. Giống anh hồi xưa không ạ? Hồi xưa lúc mà anh còn trẻ giống như bạn Hoàng Đô á, anh có hừng hực suy nghĩ như vậy không anh? Đúng rồi, ngày xưa là mình có cái nhiệt huyết, đam mê cái ngành này dữ lắm, thì mới theo được tới bây giờ. Dạ. Cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 10 năm rồi. Cho nên là cái năng lượng của mình đến bây giờ là rất là nhiều về cái ngành bếp này. Dạ. Bây giờ quay trở lại với chị Tô Nhi A mới thấy ngang là mỗi lần á, mà Trinh khen thiệt là khen á,
thì hả chị sẽ kéo Trinh xuống để cho thấy được cái ánh nhìn thực tế. Còn hôm nay là Trinh vô là Trinh chê tơi bời nghề bếp trước những cái hạn chế, thì chị sẽ nói sao để mà cân bằng? Chị sẽ nói rằng là nó có một cái sự hiểu lầm rất là lớn liên quan đến cái câu chuyện ẩm thực. Ví dụ như ngay lúc mà Đô nói về cái sở thích của Đô và cái lý do vì sao mà bạn ấy rất là khát khao để được trở thành cái người làm bếp á, Trinh theo cái dòng cảm xúc đó là Trinh đã ồ, sau khi mà em tả xong thì chị cũng cảm thấy rất là hứng thú và chị đang hình dung là cái sự bày biện của một cái bàn đầy thức ăn ngon nó rất là kích thích. Thì ở đây chúng ta cần phân định rất là rõ hai giai đoạn là mình mê ăn hay mình mê nấu. Mình mê ăn khác mà mình mê nấu khác nha Trinh nha. Thực ra mê ăn thì là cũng không sai, tại vì chúng ta được quyền thụ hưởng những cái giá trị mà người khác đã sáng tạo ra mà. Nhưng mà tại sao mình cảm thấy là trong những cái nghề mà mình yêu thích đó, cái nghề đầu bếp là một trong những cái nghề mà mình cảm thấy mình thích và nó thú vị? Bởi vì nó là cái nghề mà bạn phải rất là quan tâm đến con người, bởi vì bạn nấu cho người ta ăn mà. Và nếu như mà bạn không có những cái rung cảm với con người, bạn không đặt mình vào vị trí của cái người tận hưởng cái sản phẩm á, thì thật sự cái món ăn đó nó có thể rất là cầu kỳ, nhưng mà mình tin rằng là rất là khó để chinh phục người ăn. Những cái cách mà mình nấu nướng, mình tạo tác ra một cái món ăn nó là một chuyện, nhưng mà cái khó thứ hai là cái khó nằm ở chỗ đó là tôi đang mang cái món ăn này đến cho ai và cái sự thấu hiểu của tôi dành cho con người đến mức độ nào. Cho nên chị nghĩ cái nghề này thì nó rất là thú vị, có điều là nó khó. Nó khó ở cái việc là làm sao để các bạn theo đuổi, vì hào quang của nghề bếp nó khác với hào quang của nghề khác. Cho nên thực sự là chị cũng đang rất là mong chờ cái phần trao đổi kế tiếp của Đô với lại là anh Lành á, để coi thử coi là câu chuyện nó sẽ tới đâu. Bởi vì cái hào quang nghề bếp nó không giống với ca sĩ, diễn viên, giáo viên hay là một cái nghề nào đó thiên về biểu diễn trước công chúng. Người ta ăn mà ngon thiệt là ngon, nhiều khi người ta chỉ cảm ơn cái anh đầu bếp thôi, chứ cũng không có nhiều người cho tôi gặp cái anh đầu bếp đi. Có nghĩa là sự ngưỡng mộ nó còn không được xuất hiện nữa. Thì đó là một cái điều mà chị nghĩ là nó cũng là một dạng thiệt thòi. Và bạn phải yêu lắm, bạn phải yêu cái nghề này lắm, bạn mới bước qua được những cái cám dỗ đó để bạn đi theo đuổi nó. Dạ, đúng ạ. Hoàng Đô ơi, bạn đã nghe chị Tô Nha nói về những cám dỗ và cả những ngăn trở, những cái ánh hào quang nó không có lấp lánh như bạn nghĩ nữa. Điều này có phải là những cản trở lớn nhất hay không? Hay là hiện tại bạn còn đang đối mặt với những suy tư khác nữa? Cái vấn đề mà hào quang đối với em nó không quan trọng. Quan trọng đối với em là sáng tạo ra những cái món mới. Còn hào quang thì có cũng được, mà không có cũng được. Quan trọng là mình gọi là mình vui với lại cái công việc của mình là được rồi. Dạ. Bây giờ đã là một cái người khá là chung thủy với nghề rồi, sáng tạo ra rất nhiều những món ăn ngon và cũng là một trong những tên tuổi hàng đầu của bếp Việt, thì anh Trần Chí Lành đó sẽ cho bạn thấy những cái điều thú vị thật sự ở cái sự lựa chọn rất là kiên định của bạn là gì ạ? Thì làm nghề nào nó cũng đều cao quý, và ngành bếp nó cũng vậy. Thì bếp, khi mà mình chọn cái nghề bếp này á, thì nghề bếp này nó có nhiều cái nó rất là hay. Mặc dù mình có đam mê vào cái nghề này á, khi mình sáng tạo ra được một cái gì đó hoặc là một món ăn mới, rồi đến được với thực khách mà được mọi người đón nhận á, thì mình có cái cảm giác nó rất là hạnh phúc. Thì nó không có cái gì mà thay đổi bằng những cái niềm vui và cái hạnh phúc đó được. Dạ, cảm giác rất hạnh phúc và vui vẻ, không cần phải quan tâm đến hào quang hay danh vị, chỉ cần được sáng tạo là đủ rồi. Tôi có đam mê được trở thành một người mang đến sự tận hưởng thú vị cho người khác. Đó là những gì mà Trinh đã gặp đầu dòng được và Trinh đã nghe và tạo được cái điểm chung giữa cả hai thế hệ. Đó là một người đã thành công như anh Chí Lành hay là Hoàng Đô, một bạn trẻ bắt đầu vào nghề bếp. Vậy thì cả hai người đàn ông này đã rất là sẵn sàng vào trong hành trình một giờ hoán đổi của chương trình rồi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách một giờ hoán đổi, nơi mà Hoàng Đô sẽ bước vào vị trí của một chuyên gia nấu bếp chuyên nghiệp, một đầu bếp thực thụ, và anh ấy sẽ phải giải quyết rất nhiều những câu hỏi, những tình huống không phải là dàn dựng ở trên sân khấu, nhưng mà từ trong tư duy và cách suy nghĩ sẽ cho thấy bạn ấy đã sẵn sàng bao nhiêu phần trăm với nghề, và những cái va chạm thực tế đó nó có khác gì so với thế giới tưởng tượng của bạn hay không, và liệu một đầu bếp chuyên nghiệp người ta sẽ xử lý như thế nào trong tình huống đó. Trước khi đến với tất cả những điều này, xin mời quý vị sẽ cùng nghe lao trong ít phút. Cùng quay trở lại với chương trình một giờ hoán đổi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách một giờ hoán đổi cùng với Hoàng Đô và đầu bếp Trần Chí Lành.
Không biết là lúc này thì Hoàng Đô bạn nghĩ rằng bạn sẽ được đặt những câu hỏi như thế nào nhỉ? Em nghĩ là sẽ đặt những câu hỏi liên quan đến bếp thôi. Ví dụ như là xử lý món ăn hay là xử lý phàn nàn của khách hàng chẳng hạn. À, vậy thì chị sẽ hỏi em trước một câu hỏi mà không liên quan nữa nha. Không liên quan tới cái bếp mà đi ra xa hơn chút xíu. Thí dụ một ngày nào đó chị qua nhà em á, chị chụp mấy cái hình mà em làm bếp á, mấy cái món ăn của em, sau đó chị ăn lên trên mạng xã hội, chị nói là ồ Trinh rất là vất vả để làm những cái món ăn này, nói chung là chị ăn cắp chất xám của em, chị không có làm gì hết, chị chỉ chụp hình món ăn của em thôi, rồi chị ghi công thức cứ như là chị làm ý, thì em có bóc phốt chị không, em có vạch mặt chị không, và em sẽ suy nghĩ như thế nào trong trường hợp người ta lấy tác phẩm món ăn của em và quảng bá nó như là của họ? Em nghĩ là em sẽ thấy hạnh phúc chị, tại vì khi mà người ta ăn cắp ý tưởng của mình á, tức là mình đã thành công rồi đó. Em có nhắc nhở chị không? Không, em nghĩ là không. Với một người xinh đẹp như chị thì em nghĩ là không đâu. Trời ơi. Dạ, giờ chị phải hỏi lại anh Chí Lành đã. Có khi nào trong cuộc đời mà mình làm việc ấy, có những cái trường hợp tương tự xảy ra mà hình ảnh của mình, món ăn của mình, công thức của mình được lan tỏa khắp nơi nhưng không phải dưới tên mình mà là dưới tên người khác không? Cái đó là rất là nhiều MC ạ. Tại mình phải luôn không ngừng thay đổi và nâng cấp nó. Phải nâng tầm món ăn đi lên. Tại vì những cái món ăn mình có thể ra trong vòng một thời gian ngắn là họ, những cái đầu bếp khác hoặc là những nhà hàng khác là họ đã copy được hết rồi, rất là nhanh, cho nên là mình phải luôn thay đổi công thức chế biến món ăn cho nó kịp với lại cái nhu cầu của thực khách hiện tại. Vậy là mình sẽ không giận gì hết nếu như công thức đó của mình đã bị đánh cắp và thậm chí là còn hoán đổi và thêm thắt nữa, mình cảm thấy hạnh phúc đúng không anh? Tại vì là món ăn đã đổi mới liên tục dựa trên cái gốc là từ công thức của mình. Đúng. Dạ, là có điểm chung thứ nhất rồi đó chị tôi nha. Chị sẽ hỏi bạn câu gì để cho bạn thấy được là nghề đầu bếp cũng gian truân lắm đó nghe. Chị sẽ hỏi một cái câu mà chắc là chị sẽ nhờ cả hai người cùng trả lời, nhưng mà trước tiên chị sẽ muốn nghe trả lời từ Hoàng Đô trước. Chị là người miền Tây, chị là gái quê chánh gốc, và nó có một cái đặc điểm đó là canh chua miền Tây là phải nêm đường, và rất là nhiều chỗ đều làm như thế. Thì bây giờ chị muốn hỏi Hoàng Đô là dưới góc độ của một người đầu bếp á, em sẽ nhận định như thế nào về những cái trận mà tranh cãi với nhau khi mà người ta nói rằng là cái món này nè là phải nấu như thế đó, phải như vậy nó mới là cái món đó, trong khi một số người khác thì tôi thấy món đó nó chẳng có ngon lành gì hết á. Thì với một cái người làm bếp và quan sát những cái trận chiến như vậy đó, thì em sẽ cho ra những cái gọi là những cái ý kiến như thế nào? Dạ thưa chị, là em suy nghĩ đơn giản lắm. Quan trọng là cái đối tượng mình muốn phục vụ á. Ví dụ chị thích ăn mặn thì em nấu mặn, chị thích ăn ngọt thì em nấu ngọt, chị thích ăn lạc thì em nấu lạc, tùy cái gu mỗi người hả. Theo em suy nghĩ đơn giản là không có một món ăn nào mà dập khuôn hết. Khi mà mình càng sáng tạo thì nó càng hay thôi, mình càng đổi mới thì càng nhiều thực khách người ta gọi là chú ý thôi. Quả là một sự chấp nhận rất là nhanh chóng. Không biết là anh Chí Lành có thấy Hoàng Đô có dễ dãi quá không? Cái vấn đề này á, thì mỗi một cái nhà hàng á, nó đều có một cái công thức chế biến riêng cho một cái món ăn. Rồi công thức chuẩn. Còn cái vấn đề mà ví dụ như thực khách đi, thực khách thì Việt Nam mình có ba miền Bắc Trung Nam, thì có thể là cái hôm đó là người Bắc vào ăn đi, họ không thích ăn đường, miền Bắc họ không thích ăn đường, thì họ yêu cầu, họ nói với phục vụ hoặc là nhân viên quản lý gì đó, nói lại với bếp là thực khách đó là họ không ăn đường, cho nên là mình gia giảm lại, mình không sử dụng đường trong món ăn đó, thì đó thì nó hợp lý thôi, không gì hết. Còn món ăn mình vẫn giữ cái vị chung ở trong một cái nhà, mình không thể nào thay đổi liên tục được. Cũng có rất nhiều điểm chung giữa hai câu trả lời này phải không chị Tô Nha? Và bây giờ cho Trinh hỏi tò mò chút xíu về bạn Hoàng Đô đi. Em đã xác định được là sau này mình sẽ đi lâu dài trong nghề bếp á, với cái vị trí nào không? Và nếu như mà em học cao nè, em đã tốt nghiệp cái bằng tốt nè, mà em vô trong nhà hàng á, người ta giao cho em cả năm đi rửa chén, thì em có cảm thấy đó là một cái sự đối xử bất công không? Dạ không chị ơi, tại vì khi mà mình bắt đầu một cái gì mới thì cũng xuất phát từ cái điểm số 0 hết. Dạ, nhưng mà em nghĩ là việc rửa chén nó sẽ mang lại cho em lợi ích gì chứ, chị thấy là chỉ có chén với nước rửa chén thôi, đâu có học được công thức gì đâu. Nó không học được gì, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ rèn được cái tính kỹ càng của mình. Mình rửa sạch thì khi mà gọi người ta gọi hay gọi là nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm ấy ạ. Và đó là sự kiên trì của Hoàng Đô khi mà bước vào bất kỳ vị trí nào, không có khước từ những công việc nhỏ nhất. Nếu Hoàng Đô mà chịu là về với đội ba lành liền. Tại vì
trong một đội bếp là mình rất là thích những người học việc, những người bếp á, mới vào việc á, có cái tính chịu khó. Tại vì công việc bếp này á, đòi hỏi cái sự chịu khó với những nại là rất là cao. Dạ, và đó cũng là tố chất nền để mà các đầu bếp chuyên nghiệp trên khắp thế giới đã nổi danh. Dạ, riêng đầu bếp Chí Lành sẽ đặt câu hỏi hóc búa nào cho Hoàng Đô đây? Mình sẽ có những câu hỏi cho Hoàng Đô như này. Lúc em mới xin vào bếp á, thì em nghĩ mình sẽ làm được cái vị trí nào? Ngày xưa lúc mà mới tìm hiểu về ngành bếp thì em nghĩ là em sẽ làm cái vị trí gọi là phụ bếp, nghĩa là lau dọn rồi rửa chén, dạ, rồi như vậy thôi. Còn bây giờ thì em tự tin hơn là em có thể nấu những cái món đơn giản. Ok, nói chung là em suy nghĩ cũng đúng rồi đó. Tại vì mới vào bếp á, thì người học việc á, mới vào bếp thì chỉ được những cái chức vụ giống như là phụ bếp, là mình đi lau dọn, chùi rửa hoặc lặt rau hoặc là bếp chính. Người ta sai mình làm gì thì mình làm đó thôi. Rồi bắt đầu là mình học từ từ lên. Với lại thứ hai như thế này, mới vào bếp á, em có nghĩ là trong thời gian ngắn là mình sẽ được lên chảo nấu không? Muốn thì em muốn rồi đó, nhưng mà chắc không được đâu anh ơi. Mới vô là bắt đầu từ con số 0 thì phải làm từ lại từ đầu rồi. Còn được nấu hay không là do quyền quyết định của cấp trên rồi. Mới vào học việc thì anh nghĩ thời gian cũng khá lâu á. Tại vì trải qua từng vị trí nè, ví dụ như là phụ rau. Bước lên chảo là mình còn trải qua những cái vị trí giống như là luộc rau nè, rồi tới cái chảo chiên, rồi đứng chiên đồ đó. Rồi mới nhảy qua là đứng được cái chảo xào, mì xào hoặc cơm chiên, thì mới được đứng lên cái chảo chính để nấu. Nó qua rất là nhiều cái quá trình. Cho nên là cái ngành bếp này á, cần một cái người là phải trải qua một cái quy trình khá là dài đó, phải thâm niên. Dạ, điều này chắc cũng hợp lý với cái cách mà bạn Hoàng Đô vẫn tư duy nãy giờ. Bạn rất là sẵn sàng những điều này. Vậy thì bây giờ mình nâng cấp lên chút xíu đi. Anh cho bạn mấy cái bài toán tình huống khó khó về cái chuyện xử lý những cái điều mà anh đã từng trải qua trong bếp đi anh. Thử xem bạn xử lý như thế nào ạ. Cái này liên quan tới nấu nè, cái này hơi khó nè. Anh hỏi em như này là thí dụ như mình đang nấu một cái lẩu nhưng mà nó bị mặn quá, mà trong cái lúc đó là khách đang rất là đông, mình phải xử lý như thế nào bằng cách nhanh gọn lẹ để cho kịp món ăn cho khách? Theo cái cách mà em thường làm thì em sẽ cho đường vô hoặc là cho giấm vô. Sai. Trị mặn không thể nào trị cách này được. Cái cách mà nhanh nhất để mình xử lý trong một cái gian bếp chuyên nghiệp là như thế này. Em cầm một cái giá nước, em bớt ra một giá trong cái nồi lẩu, xong rồi em cho vào một cái giá nước lạnh vào. Đó. Hoặc là cái nước hầm xương sẵn á, em cho vào. Thì đó, nó sẽ trung hòa lại, nó sẽ bớt cái độ mặn đi, nó sẽ ổn định vị lại, rồi em nếm lại sơ là nó sẽ ổn ngay. Dạ, hay quá anh, tiếp cho anh, em cũng muốn nghe quá. Còn ví dụ như mà một cái nồi súp đi mà mình nấu á mà nó bị quá ngọt thì mình trị bằng cách nào? Quá ngọt thì mình cho muối vô hả? Em cho giấm vô anh, đúng không? Không, cái này thì cho muối thì nói chung nó cũng hợp lý. Tại vì cho muối vào á, nó sẽ trung hòa lại cái độ đường thì nó cũng tốt. Nhưng mà có thể muối vào á, tại vì khi mình nêm cái nồi súp nó đã vừa ăn rồi, cái vị nó vừa rồi, mình thiếu muối vào nó sẽ bị mặn. Cho nên mình vẫn phải bớt cái lượng nước trong súp ra, mình thêm nước vào. Đó, nó vừa giảm bớt cái độ ngọt, rồi mình thêm cái vị muối, chút xíu muối vô. Đó, thì nó cũng sẽ trung hòa lại. Chút xíu muối hoặc là chút xíu bột ngọt mình vào cho nó trung hòa lại cái nồi súp của mình, là nó ổn định lại ha. Hoàng Đô ơi, bây giờ thí dụ là bạn đã sau một năm thì bạn đã trở thành một người cứng trong bếp rồi, nhưng mà bạn bữa đó bạn làm một cái món ăn rất là kỳ công, nhưng cuối cùng á, khách người ta ăn mà người ta để lại đồ thừa rất là nhiều, coi như là ăn có chút xíu à, bạn có bị tổn thương không, và bạn sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Trinh tò mò lắm. Buồn thì chắc chắn có buồn rồi đó, nhưng mà để xử lý thì em chắc là em sẽ hỏi người ta là không vừa ý chỗ nào. Có thể là người ta không thích, hoặc có thể là người ta bận gì người ta đi rồi sao. Nhưng lỡ người ta chơi dở thiệt thì sao, người ta nói là không có hợp khẩu vị thì sao? Thì em sẽ điều chỉnh lại cái công thức của mình cho nó phù hợp với người ta. Nhưng mà công thức của nhà hàng anh Lành nói là công thức không thể thay đổi. Nói chung thì cái lý do mà thực khách mà để lại cái món ăn nhiều á, thì nó có rất là nhiều cái lý do. Có thể là hôm đó khách bị no, hoặc có thể là họ ăn họ ngán, hoặc là khách mới, hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đầu tiên, cái điều đầu tiên á, là cái người phục vụ tại cái bàn đó thì họ tiếp cận với khách hàng trực tiếp. Cho nên là mình phải hỏi, tại vì bếp không thể nào ra tới cái nhà bàn mà phục vụ để mình hỏi tận tường khách hàng được. Cho nên là mình hỏi lại. Yeah. Hỏi em ơi, tại sao là
món ăn nó có vấn đề gì không, mà tại sao cái món ăn của mình lại khách lại để lại nhiều như vậy. Mình mới nhận cái ý kiến của khách hàng để xem ý kiến đó như thế nào để mình thay đổi, để lần sau mình phục vụ tốt hơn. Dạ, em cảm ơn anh Lành. Bây giờ em sẽ thử thách thêm một lần nữa cho bạn Hoàng Đô để xem là bạn sẽ đặt mình vào vị trí của một bếp trưởng á, một cách thực tế bao nhiêu. Thì Hoàng Đô ơi, bạn có bao giờ tưởng tượng rằng là mình phục vụ tốt những món ăn cho những người khách của mình nhưng mà lại bỏ những dịp rất là đặc biệt của gia đình, thậm chí còn không có thời gian nấu cơm một bữa đàng hoàng cho mẹ hoặc vợ hoặc là con mình nữa, thì bạn có nghĩ rằng điều đó là một thiếu sót không? Em nghĩ rằng là có bất kỳ một cái ngành nghề nào thì cũng có cái khó khăn riêng. Riêng cái ngành bếp thì sẽ chiếm nhiều thời gian của mình, và cái việc mà chăm lo gia đình ít lại đó là cũng là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà gia đình buồn quá thì chắc là em sẽ điều chỉnh lại một chút xíu cho nó hợp lý hai bên. Dạ, lát nữa chúng ta sẽ kết nối với đầu bếp Trần Chí Lành để xem thật sự là những bí quyết của ngành bếp để chúng ta có thể vun vén đôi điều là như thế nào. Nhưng bây giờ hãy quay trở lại với tiến sĩ tâm lý Tony A. Sau khi mà chúng ta liên tục đặt câu hỏi khó cho bạn Hoàng Đô, thì chị đã nhận ra những tố chất đặc biệt gì của chàng đầu bếp trẻ này ạ? Chị nhận ra một điều là Đô rất là có tố chất dưới góc độ về khung năng lực thôi nha. Còn mà gọi là cái năng lực chuyên biệt thì anh Lành anh sẽ đánh giá chứ chị không có lấn sân được đâu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái sự gặp gỡ rất là lớn về cái lộ trình nghề nghiệp mà Đô mặc dù mới bước vào. Chị bây giờ chị muốn hỏi lại là em đã bắt đầu với nghề bếp là bao nhiêu lâu rồi Đô? Chính xác mà bước chân vào nghề bếp á thì mới được mấy tháng chị ơi, chưa đầy một năm nữa. Trong khi đó anh Lành có một cái quá trình hơn 10 năm. Như vậy thì câu chuyện ở đây nè, là em nhìn ra được cái lộ trình nghề rất là đúng luôn á. Không thể nào ngay lập tức mà mình có thể có một cái vị trí cao. Thường người trẻ thì hay đi đôi với cái sự thiếu kiên nhẫn, và chúng ta hay muốn thành công nhanh, đó là một cái đặc thù của người trẻ. Nhưng mà Đô hiểu rằng là hành trình nghề của mình nó đặc biệt, và chị rất là thích cái thử thách mà anh Lành đưa ra cho em và cái kết nối mà hai anh em đã trao đổi với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì muốn hay không thì công việc của tôi hướng đến là tôi muốn làm một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng tôi hiểu rằng những cái hành trình về phụ rau, phụ rửa chén, phụ dọn dẹp là những cái hành trình mà tôi phải đi qua. Ở chiều kích tâm lý thì đây là một cái cách để người ta định giá về lao động đó. Thực ra một số người ở bên ngoài có thể nói rằng trời ơi, cái ông thầy dạy đó ông khó, hoặc là ông bóc lột sức lao động, hoặc là trời ơi làm cái gì mà ghê vậy, ỷ là mình vào nghề lâu rồi, con người ta mới vào thì bắt con người ta chỉ có được lau chén bát, rửa rau, hoặc là phụ việc lặt vặt trong bếp. Nhưng thực sự đó là một cái trải nghiệm nghề, nó không phải là câu chuyện là làm khó người mới. Bởi vì một cái người mà có tố chất làm bếp, khi mà họ chuẩn bị rau cho một món nào đó, chỉ cần 3 lần thôi là họ không bị nhắc nữa. Tức là một cái người thực sự mê bếp á, mê bếp và mê nấu ăn, người ta sẽ rất là tự giác để người ta ghi nhớ cái điều đó. Chuẩn bị nước chấm cho một cái món thì chỉ cần qua một vài lần hướng dẫn là họ rất là ý thức về cái việc là bây giờ món này thì cái nước chấm nó phải là như thế này. Còn những cái bạn mà cho rằng là không, tôi chỉ thích ngay lập tức là tôi được làm bếp trưởng, và họ không yêu thực sự á, thì họ nghĩ rằng đây là những công việc không quan trọng. Nhưng mà thực ra cái người yêu thực sự họ sẽ rất là chi ly với nghề. Cho nên chị nghĩ là bước đầu chị thấy là em rất là phù hợp, bởi vì em không có những cái sự ảo tưởng về nghề á. Tuy nhiên có một cái thứ hai chắc là quý vị khán giả nãy giờ cũng đã nhận ra, đó là cái giá của trải nghiệm. Đó là anh Lành anh hiểu rằng là mặn quá hay ngọt quá thì mình phải làm cái gì. Nó là những cái câu chuyện mà đúng thật phải trải nghiệm và phải có độ dày trong nghề nghiệp thì mới nhận ra. Còn mà gọi là một là tay mơ giống như Hà Trinh với Nhi A, và mới vào nghề giống như là Đô thì chúng ta xử lý cũng khoa học lắm mọi người. Mặn thì thêm đường, đúng không? Mà ngọt thì thêm muối. Tức là về nguyên lý nó không có sai về vị, nhưng trong đầu bếp nó không ứng dụng được như vậy. Và đó là những cái bài học mà chỉ khi nào chúng ta lăn lộn với nghề á, chúng ta mới có thôi. Cho nên cái giá của trải nghiệm nó nằm ở đó. Một cái sự trao đổi nãy giờ nó cho chúng ta thấy rất là nhiều điều thú vị về câu chuyện nghề nghiệp. Ha Trinh ha? Dạ, em cảm ơn chị Tô Nhi A. Đô ơi, em đã nhận ra được điều gì qua cái sự thấu cảm của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và những bí kíp nho nhỏ mà em học được từ đầu bếp Ba Lành? Qua hai chị chia sẻ thì đó là cái nguồn động lực của em để em phát triển hơn nữa. Dạ, ngắn gọn vậy thôi đúng không? Đó là nguồn động lực. Trong động lực đó có chê, có khen, có buồn, có vui, có nguy cơ mà cũng có cơ hội nữa. Cảm ơn em, một người trẻ lúc nào cũng hừng hực lửa nhưng mà cũng có biết giữ cho mình một cái sự cân bằng nhất định
để hướng về một tầm nhìn xa hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với Hoàng Đô và các khách mời đặc biệt của chương trình đến với phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng mang tên Hành Trình Kết Nối. Nơi đó chúng ta có thể hiểu thêm một cách sâu sắc về những tâm tư và những thắc mắc của Hoàng Đô ấp ủ. Nhưng trước hết xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và đây là chuyên mục Hành Trình Kết Nối. Nơi đây thì chúng ta sẽ kết nối, một bên là đầu bếp chuyên nghiệp, còn bên đây là bạn Hoàng Đô chập chững mới bước vào nghề, nhưng mà tràn trời hy vọng và cũng có rất nhiều những tư duy tích cực để có thể lan tỏa những món ăn ngon cho mọi người. Xin mời Hoàng Đô, chúng ta sẽ trực tiếp đặt câu hỏi, những nghi vấn, những bí quyết mà em cần học hỏi từ người đi trước, đó là đầu bếp Ba Lành ạ. Dạ anh Lành ơi, cho em hỏi là cái chặng đường hơn 10 năm của anh á, có gặp cái điều gì mà quá khó khăn khiến anh đã từng nghĩ là anh sẽ không tiếp tục ngành bếp được không? Chặng đường ngành bếp của anh á, cái khó khăn nhất á là cái giai đoạn đầu, giai đoạn mới vào nghề á, nản nhất là cái giai đoạn này nè. Tại vì cái bếp cái thời xưa nó rất là vất vả, chứ không phải là giống như bếp hiện đại giống bây giờ đâu. Ngày xưa thứ nhất cái điều kiện nó thiếu thốn về công dụng cụ này kia, nó rất là nhiều thứ. Với lại á, bếp đi làm rất là sớm. Ngày xưa nhiều khi 6 giờ sáng làm tới 4, 5 giờ chiều anh chưa có hộp cơm bụng luôn á. Làm rất là cực, mà trời ơi, làm mà khách nó đông rồi đủ thứ áp lực hết trơn á. Nhiều khi nó nản dữ lắm, mà vừa làm vừa mệt mà vừa bị la nữa. Nó rất là nản, nhiều khi muốn bỏ nghề đó. Nhưng mà nói chung là nghề diễn vậy, nhiều khi mình lại có cơ duyên, mình rất là thích, yêu thích cái nghề này. Cho nên là mình cố gắng, mình phải có cái ý chí và quyết tâm về cái mục tiêu của mình là cái gì, rồi mình hướng tới. Cho nên là mình đi theo cái nghề tới bây giờ luôn, rồi phát triển được như ngày hôm nay. Thì nói chung bây giờ thì thời gian làm việc của mình nó cũng thông thả, nó không có áp đặt thời gian nhiều lắm. Cho nên là mỗi cái ngành nghề gì cũng vậy á, mình cứ cố gắng quyết tâm, rồi cái hành trình của mình cuối cùng đạt được thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được như cái ý của mình thôi. Ừ. Đô thấy sao nè, Đô còn trăn trở gì nữa không? Còn một cái trăn trở mà giống như hồi nãy chị Trinh hỏi em á, khi mà mình dành quá nhiều thời gian cho những thực khách của mình á, thì vô hình dung cái gia đình của mình lại ít thời gian hơn. Thì anh có chạnh lòng hay là anh có cách giải quyết nào mà để cho hai bên nó trung hòa lại với nhau không? Thì thực sự ngành bếp này thời gian nó chiếm cũng khá nhiều. Tại vì nhất là những cái ngày lễ Tết, những ngày lễ thì bếp thì chắc chắn không được nghỉ rồi. Cho nên những ngày này nó lại đông khách hơn nữa. Nhiều khi mình thấy ngoài mình cũng hơi buồn, ở ngoài thì người ta đi ăn đi chơi vui vẻ những ngày lễ ngày Tết, còn mình thì làm ở trong bếp làm cặm cụi, nhiều khi cũng buồn, áp lực cũng cao nữa. Nhưng mà mình cũng phải có cái cách trung hòa trong cái cuộc sống gia đình mình. Rồi ví dụ như những ngày được nghỉ thì mình sắp xếp dẫn gia đình hay là những người mình yêu thương mình đi đâu đó, hoặc là đi du lịch, hoặc là mình gặp những cái lúc áp lực quá mình gặp gỡ bạn bè. Có nghĩa cũng tranh thủ là nhiều, chứ mình phải chấp nhận thôi em ha, là mình cũng đi sinh nhai mà, chứ đâu thể nào mà tất cả mọi người mà đều có thể vun vén tốt thời gian cho cá nhân, cho gia đình và cho công việc một cách tuyệt đối 50-50 như chia đều cái bánh gì được. Thì Đô có thấy điều đó là hợp lý không? Dạ hợp lý luôn. Dạ. Tới bây giờ em có nhiều thời gian cho gia đình không? Tại vì em cũng chưa có nhiều công việc bắt đầu trong bếp á. Dạ mùa này thì nhiều thời gian lắm chị, còn cái lúc mà bắt đầu vào làm thì cũng không có nhiều thời gian cho gia đình đâu. Dạ thôi thì mình tranh thủ thời gian này xem như là để mình bù đắp cho gia đình ha. Còn lúc mà bắt đầu vô quần quay công việc rồi thì gia đình thông cảm cho mình chút xíu. Rồi em còn có hỏi gì dành cho đầu bếp chứ làm thế này? Dạ có, em muốn hỏi anh thêm hai câu hỏi nữa. Đó là trong cái quá trình làm bếp á, thì có những cái lúc rất là áp lực, thì anh giải quyết cái áp lực đó như thế nào anh Lành? Nói chung là mình có những cái lịch sắp xếp lịch làm việc hợp lý trong ngày đó, mình ra một cái quy trình, cho nên là cái công việc mình nó rất là trôi chảy theo mỗi ngày. Tại vì mình trong một cái gian bếp chuyên nghiệp á, từ tất cả các khâu, các quy trình chế biến hay là cái quy trình nấu ăn, nó đều ra quy trình rõ ràng hết. Cho nên là mình phải sắp xếp, giống như là mình sắp xếp trước rồi thì vô làm việc thì mình rất là khỏe, cho nên là mình cũng không có gọi là vất vả lắm đâu. Cho nên là quan trọng là mình biết cái cách sắp xếp trong công việc thôi, nó cũng thoải mái. Dạ. Em cũng thắc mắc một chút đó anh Lành ơi. Với bếp Việt thì em thấy là người ta bảo là món ăn Việt thì ai cũng biết nấu, là người Việt mà. Vậy thì mình phải làm sao để cho món ăn mình nó bật lên cái phong cách cá tính của chính mình, mà nhìn vô là biết đó chỉ là đầu bếp Ba Lành mới làm được thôi.
Thật sự là cái ẩm thực Việt Nam mình á, nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều cái món ăn để mình thưởng thức. Kể cả mình đến bây giờ mình làm bếp nhưng mà còn chưa biết hết cái ẩm thực Việt Nam mình nó phong phú đa dạng cỡ nào. Nhưng mà mình á là luôn luôn tìm kiếm những cái gia vị mới và nghiên cứu ra những cái món ăn mới. Ví dụ như một cái loại sốt đi, một cái loại sốt mới mình thay đổi vừa cái vị, vừa cái phong cách, vừa cái màu sắc đó. Bây giờ ăn uống họ rất là hiện đại, họ ăn theo cái phong cách hiện đại, cho nên là kể cả cái cách trang trí, bài trí món ăn thì mình cũng phải là trang trí theo một cái cách hiện đại nữa. Chứ mình không thể nào mà đi theo mà cái lối mòn giống ngày xưa mà để món ăn mình nó cứ dậm chân tại chỗ hoài được. Cho nên là ví dụ như vào nhà hàng của mình đang đứng bếp trưởng đó đi, thì họ sẽ biết ở đây nó đặc biệt cái món gì ngon, có cái món gì nào đặc biệt, họ biết liền, thực khách họ quen họ sẽ biết hết. Dạ. Anh là nơi thành tựu của anh trong 10 năm vừa qua. Em nghĩ chắc chắn thì ngày nào mình cũng phải mang cái niềm vui đó ở trong trái tim mình, là nụ cười của thực khách rồi. Nhưng mà thành tựu đến đây anh rất tự hào là điều gì, và cái điều gì khiến cho anh cảm thấy là cái khâu khó nhất khi mà trở thành một đầu bếp mà mình cần phải vượt qua? Thật sự là đầu bếp á, thì nó cần rất là nhiều cái kỹ năng. Từ kỹ năng ở dưới bếp là mình cầm con dao, mình cắt, thái, gọt rồi, hoặc là ra miếng thịt cho nó chuẩn như thế nào. Cái dĩa đồ ăn á, nó rất là quan trọng về cái hình thái của cái màu sắc, cái tố chất, cái sắc khí của cái món ăn, nó rất quan trọng. Cho nên á, kể cả cái mình cầm con dao mình cắt miếng thịt á, nó bị xấu á, thì lên món ăn nó không bao giờ nó ngon được. Còn cái điều mà nó rất là áp lực á, đối với những người đầu bếp á, là nhất là những cái lúc mà khách đông thì cái khâu nào nó cũng có áp lực hết. Nhưng mà áp lực nhất á, là ở trên những cái người đứng chảo nấu, họ phải ra làm sao cho những món ăn 100 món đều ra 100 món chuẩn như nhau, không có cái tỷ lệ sai sót ở đây cao. Cho nên là nó phải chuẩn món ăn theo công thức định lượng chuẩn ở trên trưởng đưa xuống. Cho nên là nó rất là khó khăn trong cái vấn đề này, nó rất là áp lực, rất là cao. Ở ngoài á, món ăn á, nhiều khi bill ở ngoài đọc á, chính thực mà ở ngoài đọc ao 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 ao, mà cái đầu mình phải nhớ nữa, mình phải nhớ liên tục trong cái đầu mình là bao nhiêu món và món nào đi trước, món nào đi sau, xử lý như nào, rồi phải trở về ở sau lưng mình là những người đồng nghiệp, là những người thớt, là những người rau gỏi, những người đồng nghiệp ở sau lưng mình á, mình hỗ trợ họ, cái món này ra gì rồi ở trên là đưa lên trên để mình nấu. Nó rất là nhiều thứ, cho nên là rất là áp lực về cái vấn đề mà nấu vào lúc khách đông để đạt được cái món ăn chuẩn. Vậy em tính ra một người đầu bếp ở đâu phải chỉ là đứng nấu ăn đâu, mà đó là một cỗ máy đa nhiệm. Họ phải làm quá nhiều những cái công tác tính toán cùng một lúc, và còn hỗ trợ đôi khi là vừa đầu bếp mà cũng phải vừa ngưng tay rửa chén, làm nước chấm nếu mà cái khâu kia nó bị chậm trễ nữa. Chị Tô Nha ơi, chị có cảm thấy là ngành nghề này phù hợp hay không phù hợp với mình không? Chính bản thân chị thôi. Chị nghĩ là nó sẽ không hợp với chị đâu. Và đó là lý do mà ngay từ sớm là chị đã không dám bước chân vô nghề này rồi. Nếu như mà quý vị khán giả là người xem rất là gọi là thân tình của Một Giờ Hoán Đổi, mình nhớ là mình đã từng nói cái câu này ở một vài những cái hành trình hoán đổi trước nè, là chúng ta sẽ có một cái nguyên lý như sau về chuyện nghề nghiệp, đó là người chọn nghề nhưng mà nghề sẽ rèn người. Đô bây giờ em là cái người chọn nghề, không có ai ép em hết, cuộc đời em là của em, và tôi muốn chọn cái nghề gì thì tôi chọn. Nhưng chúng ta đi lâu dài với nghề đó như thế nào thì nó phải là cái hành trình mà anh Lành vừa chia sẻ với chúng ta, là nghề nghiệp nó có quy chuẩn của nó. Nó là những cái đòi hỏi rất là khách quan. Bạn làm bếp thì bạn phải chấp nhận cái sự ôn nhu nè, cái sự hợp tác tốt đội nhóm nè, bạn phải chấp nhận lời chê tiếng khen của cái người ăn cái món ăn đó. Còn nếu như cái nết của bạn là không, tôi thích nấu như vậy á, ăn được thôi, thì bạn sẽ ngay lập tức bị nghề đào thải. Mỗi nghề nghiệp nó sẽ có những cái chuẩn mực của nó, và người thì chọn nghề nhưng mà nghề sẽ rèn người. Thì với cái câu chuyện đầu bếp ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng là một cái hành trình hơn 10 năm của đầu bếp Ba Lành cho anh ấy đi từ một cái cột mốc, đó là tôi chỉ đến bằng cái niềm yêu thích và tôi thấy tôi có năng lực. Nhưng mà bây giờ với mô tả của ảnh thì bạn phải chuyên nghiệp hóa. Bạn không chuyên nghiệp hóa, bạn không làm được đầu bếp ở những cái môi trường mà nó có một cái sự khắc nghiệt, nhưng mà bạn được trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị của nghề. Bên cạnh cái sự chuyên nghiệp hóa đó thì bạn phải biết quản trị cảm xúc.
Bà Đô thì có cái dấu hiệu này rất rõ, em sao không được hết á, ăn chê em nấu lại chứ. Quản lý cảm xúc để mình không bị buồn tủi, nhưng mà cũng không bị tự mãn khi mà mình cho rằng cái món của mình nó là ngon rồi, nó là một cái công thức bất bại rồi, thì điều đó nó có thể làm cho bạn bị chết trên cái sự tự mãn đó. Và đặc biệt một điều đó là gì? Mình thích cái tinh thần của anh Lành nãy giờ chia sẻ. Cái tinh thần đó nó không chỉ nằm trong nghề bếp đâu, mà nó ở nhiều nghề khác nhau. Đó là bạn phải hiểu rằng là cái vốn hiểu biết của chúng ta nó luôn bị hạn chế. Và ảnh tự nhận là 10 năm theo bếp Việt, nhưng mà những món ăn Việt Nam thôi nó vẫn là một bầu trời ẩn số mà ảnh cần phải đi giải mã. Chúng ta thành công với nghề trên cái hành trình đó là cái việc cụ thể bạn phải đi hiểu hết cái cũ và bạn tạo tác cái mới. Bởi vì nếu như bạn không hiểu hết cái cũ thì có thể là cái hiểu biết của bạn nó rất là ngờ ngợt. Và nếu như bạn không sáng tạo cái mới thì chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại phía sau trên cái nghề của bạn thôi. Thì nghề bếp nó cũng vậy, và nó cũng có những cái đòi hỏi rất là khắt khe. Cho nên là chị hy vọng rằng đến thời điểm này, cái hành trình này cũng sắp kết thúc, thì chị chỉ muốn là Đô hãy giữ được cái lửa yêu nghề. Bởi vì tất cả những khó khăn mà anh Lành anh mô tả đó, cái gì đã giúp chúng ta vượt qua, đó là chúng ta yêu nó thực sự. Một tim cho chị Tô Nha, em hoàn toàn đồng ý điều này chị ơi. Và Hoàng Đô ơi, đây là những phút cuối của chương trình rồi. Em biết là ở ngoài kia đó có rất nhiều các bạn trẻ 17, 18 tuổi sẵn sàng á, bảo với bố mẹ rằng là con không muốn tiếp tục con đường học đại học, con muốn trở thành một người cống hiến những món ăn ngon cho mọi người, con muốn nấu đồ ăn Việt, con muốn nấu đồ ăn Tây. Thì chắc chắn cũng sẽ như em, họ sẽ nhận được thật nhiều những rào cản tâm lý nè, những dẫn chứng cụ thể từ gia đình nè. Và đặc biệt là họ xem xong chương trình Một Giờ Hoán Đổi, thậm chí họ muốn thôi đi học đại học cho nó lành, chứ thấy sao căng quá. Em sẽ gửi lời khuyên gì trong đáy lòng của em muốn chia sẻ với mọi người? Quay lại 4 năm về trước thì em cũng giống như các bạn bây giờ. Khi mà học xong 12 thì mình bị chênh vênh, mình không biết lựa chọn cái ngành nghề nào phù hợp với bản thân mình hết. Mình chỉ biết là mình thích cái này, mình thích cái kia, nhưng mà không biết cái thích cái nào nhất hết á. Cũng không biết nói sao, chỉ biết là làm theo con tim của mình thôi. Khi mà mình muốn cái gì, mình đam mê cái gì thì mình sẽ phát triển cái đó tốt nhất. Còn khi mà mình không thích, mình không muốn mà mình có cố gắng thì cũng khó thành công lắm. Dạ, thật là khó giải thích phải không em? Giống như là làm một cái công việc nào đó, người ta hay nói là đam mê không cần cách xê á, dù cho công việc nó không có trả tiền cho bạn, bạn vẫn cảm thấy là mình cần nó cả đời này á. Thì quả thật đó chính là một cái đam mê rất là lớn. Nhưng mà may quá công việc đầu bếp được trả tiền đàng hoàng nghe. Nhiều khi là hả mình còn có tiền lương cao nữa phải không anh Lạnh? Anh nói vậy cho người ta lên tâm trạng, người ta mới đăng ký học đầu bếp ào ào chứ anh. Lương bổng. Thật sự là cái ngành bếp của mình á, hiện tại là cái mức lương là khá là hấp dẫn. Một vị trí bếp trưởng hiện tại bây giờ là có thể kiếm được vài chục triệu một tháng là chuyện đó rất bình thường. Cho nên là cái ngành bếp này nó cần tư duy rất là cao. Không phải là tư duy không đâu, mình phải có rất là nhiều cái kiến thức sâu rộng về ngành bếp. Bởi vì khi mình trở thành một cái người đầu bếp chuyên nghiệp á, nó cần rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là bạn phải cần cái kỹ năng nấu nướng nè, phải có cái tầm nhìn nữa, và biết tính toán từ cái code định lượng, kể cả biết xài máy tính nữa. Đó, tính code định lượng công thức món ăn cho chuẩn. Đó, rồi phải có trí tuệ và kiểm soát được cái cảm xúc của mình nữa. Rồi tính kỷ luật cao, chăm chỉ, siêng năng. Đó, rồi cái ngành nghề nào tôi nghĩ là cũng phải cần cái điều này, là đó là phải là trung thực. Những tình huống trong cái môi trường làm việc mình phải trung thực đó, và mình có phong cách ẩm thực riêng, có tính chất hệ thống, thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ phát triển, và cái đồng tiền mình kiếm thì thực sự là nó đi đôi với lại cái tay nghề của mình thôi. Dạ, em nghe thấy em phấn chấn quá chừng. Hy vọng là những bạn trẻ chúng ta lắng nghe những lời chia sẻ ngày hôm nay của đầu bếp Trần Chí Lành, bạn Hoàng Đô, và đặc biệt là những lời phân tích rất là tỏ tường từ nhiều khía cạnh khác nhau của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Hy vọng rằng mọi người đã thông cảm hơn, và chúng ta cũng thấy được những áp lực mà các đầu bếp trong bếp phải trải qua. Đồng thời chúng ta cũng có thể có được những quyết định riêng cho mình, nếu như mà người thân của mình hoặc một ai đó đang làm bếp, mình sẽ biết trân trọng họ hơn, mình cũng sẽ say mê hơn với việc bếp núc. Cảm ơn những ngọn lửa truyền cảm hứng của tất cả mọi người đã tham gia trong hành trình của Một Giờ Hoán Đổi hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi còn có nhiều những câu chuyện khác về nhiều nghề nghiệp khác nhau cần chúng ta trải nghiệm, và mong rằng quý vị sẽ đồng hành cùng chương trình Một Giờ Hoán Đổi vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ, chúng tôi cùng với bếp trưởng Trần Chí Lành,
bạn Hoàng Đô và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đối với cá nhân em thì người khác nghĩ như thế nào thì em không quan tâm. Cách đây mấy năm về trước thì gia đình cũng nói là việc bếp núc thì chỉ dành cho con gái mà thôi. Người ta hay gọi là nữ công gia chánh ạ. Nhưng mà dạo gần đây thì cái niềm yêu bếp của em nó lại trỗi dậy. Thông qua những cái trang mạng xã hội rồi những cái chương trình truyền hình thì em thấy cái sự phát triển của ngành ẩm thực ngày càng tăng cao. Những cái người đầu bếp kể cả không chuyên và chuyên nghiệp, họ sáng tạo ra những cái công thức mới nè, món ăn mới rất lạ, rất ngon, rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn vô là mình thấy thích liền. Tự nhiên trong con người em muốn làm gì.